Con không ngồi nữa đâu, thật là chán quá đi. A-di-đà Phật, ngồi thiền là công phu cơ bản nhất, là để có thể định được, từ định mới có thể sinh ra huệ. Diệu Tổ, cha tìm con có chuyện gì không? Hôm nay cha lại tìm thêm cho con một thầy giáo nữa, đây là thầy giáo Đoàn. Con chào thầy. Đoàn tiên sinh đây là một vị tú tài nhất trong thôn của chúng ta. Sau này con phải đi học theo Đoàn tiên sinh để học tập lời dạy bảo của các vị thánh hiền. Tuân lệnh, thưa cha. Diệu Tổ, từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ bắt đầu học Tam Tự Kinh. Thầy ơi, Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn con đều đã học qua rồi. Vậy thì bắt đầu học từ Hiếu Kinh. Hiếu Kinh là căn bản của đức hạnh, giáo dục đều từ hiếu mà ra. Thân thể tóc tai đều là do cha mẹ ban tặng, không dám làm bị thương thân thể mà cha mẹ ban tặng cho chúng ta là điểm bắt đầu của hành hiếu. Dùng hiếu đạo để lập thân sự thế, tên tuổi lưu danh, người đời sau làm cha mẹ cảm thấy hãnh diện, chính là điểm cuối cùng của thánh hiền. Lại là ngày ngày đọc sách, thật là chán chết đi được. Chỉ có hai chúng ta chơi thôi thì thật là chán. Có thể chơi như vậy là tốt lắm rồi. Có người muốn chơi mà không được chơi đâu. Là ai? Là ai đang nói chuyện đó? Người có thể tìm thấy bọn ta không? Tìm thấy thì chúng ta sẽ nói cho người biết. Các người có thể cho ta một chút gợi ý không? Nơi đây nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Các người có biết tên ta là gì không? Hoàng Diệu Tổ. Là hai người đang nói chuyện sao? Chính là chúng ta. Các người là ai? Chúng ta là Tinh Linh. Người muốn cùng chơi với chúng ta không? Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà không biết được, chúng ta còn phải đọc sách nữa. Chơi một chút rồi, đọc sách cũng không muộn mà. Cậu không chơi với bọn ta thì bọn ta đi đây. Hai người đừng đi, ta chơi với hai người mà. Hành hiếu, điều đầu tiên là phải hiếu thuận với song thân. Sau đó là sao hả? Ba ngày nay con đều làm gì vậy? Đệ tử, hôm nay con hãy ở đây, học thuộc từ chương 1 đến chương 5 của Hiếu Kinh. Nếu không thuộc thì đừng có về nhà. Khổng Tử dạy rằng, người nào yêu thương cha mẹ mình thì không dám có ý chán ghét cha mẹ của người khác. Người nào kính trọng cha mẹ mình thì không dám tùy tiện vô lễ với cha mẹ của người khác. Diệu Tổ, hôm nay ngươi có chơi với chúng ta không? Thầy giáo bắt ta phải học thuộc, ta không thể không học thuộc được. Chuyện này đơn giản thôi mà, chúng ta có thể giúp ngươi. Hai người mau giúp ta đi. Đưa tay ra đây. Đây là cái gì? Người nuốt viên thuốc này vào thì có thể nhìn qua là nhớ ngay. Thật là tốt quá. Diệu Tổ, học thuộc đến đâu rồi? Đệ tử không cần phải sợ, người có thể đọc được mà. Dạ, học thuộc rồi. Được, con đọc đi. Có một ngày, Khổng Tử ngồi trong nhà. Khổng Tử nói rằng, bậc thánh hiền thời xưa có đức cao vọng trọng, có phương pháp vô cùng vi diệu để cai trị thiên hạ. Đưa tiễn người qua đời coi như đã làm xong. Đạo làm con của một người hiếu tử mới coi là hoàn toàn. Toàn bộ Hiếu Kinh con đã học thuộc rồi. Con có thể về được chưa? Chuyện này là thế nào? Không thể nào. Nhất Thanh sư phụ, chú nói xem chuyện này là thế nào? A-di-đà Phật, Nhất Thanh cũng không rõ lắm. Nhất Thanh phải đi xem Hoàng Thí Chủ mới biết được. Đừng chạy nữa, đỡ ta với. Diệu Tổ làm sao vậy? Hình như là đang bị trúng tà. Chuyện này thật không đơn giản, Nhất Thanh sẽ đi điều tra xem sao. Chạy lâu như vậy thật là mệt quá. Ngươi nghỉ một chút đi. Lát nữa chúng ta sẽ kiếm ngươi chơi.
Quang Thế Chủ, Quang Thế Chủ, là ai đang gọi ta vậy? Là Nhất Thanh đây. À, Nhất Thanh sư phụ, chú cũng đến rồi. Hoàng Thế Chủ, hai tinh linh đó là tinh linh ma. Không thể nào, họ là bạn tốt của đệ mà. Bọn họ sẽ dẫn cậu vào ma đạo đó. Đệ không tin. Hãy đi cùng với Nhất Thanh đi. Thằng nhóc đó thật là dễ đối phó. Chúng ta cuối cùng cũng kéo được một người vào ma đạo. Lần này chắc sư tổ sẽ không trách phạt chúng ta nữa. Quá ra là người xấu. Ta sẽ không chơi với các ngươi nữa. Các ngươi cười cái gì chứ? Ngươi đã ăn độ ma. Không bao lâu nữa ngươi sẽ trở nên ngông cuồng tự đại, ngạo mạn vô lễ, bất kính sư trưởng, trở thành người trong ma đạo. Ta ăn độ ma của các ngươi khi nào chứ? Ngươi không ăn độ ma, làm sao mà trở nên nhìn một lần mà nhớ hết chứ? Hóa ra là các ngươi lừa gạt ta. Hoàng Thế Chủ, đệ... Chúng ta đại công cáo thành rồi. Nhất Thanh sư phụ, chú đã điều tra được gì rồi? Hoàng Thế Chủ đã ăn độ ma rồi, bây giờ đã biến thành người trong ma đạo rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi xem tử Hoàng Thế Chủ như thế nào. Không thể để đệ ấy làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo. Giờ trò ấy đang ở đâu? Đi theo Nhất Thanh. Chúng ta đến muộn mất rồi, đệ ấy đã bỏ đi rồi. Hai người đang tìm ta sao? Diệu Tổ, con đừng có gọi ta là Diệu Tổ. Sau này ta sẽ không nhận ông làm thầy giáo nữa. Diệu Tổ, Di Sư sẽ không bao giờ bắt con đâu. Cha của con giao cho ta dạy dỗ, nhất định phải dạy dỗ con thành tài. Hừ, ông dựa vào cái gì mà dạy dỗ ta thành tài? Ta có thể nhìn qua một lần là thuộc hết đó mà. Còn ông thì không thể. Chuyện này không ai xứng đáng làm thầy giáo của ta cả. Ta là người giỏi nhất trong thiên hạ này. Làm sao mà trò ấy lại trở nên ngông cuồng như vậy? Là đậu ma trong người đệ ấy đang tác quái. Làm sao mới có thể tiêu trừ ma lực của đậu ma vậy? Chuyện đi nước này chỉ còn một cách duy nhất. A-di-đà Phật. Hoàng Thí Chủ là một người nhất định đủ tư cách làm thầy giáo của đệ. Là ai? Chính là người này. Mẹ, là mẹ của ta. Không lẽ mẹ của đệ không có xứng đáng làm thầy giáo của đệ sao? Mẹ của ta đương nhiên là xứng đáng rồi. Nhưng mà mẹ đã đi về thế giới cực lạc rồi. Không phải là đệ muốn về thế giới cực lạc cùng đoàn tụ với mẹ sao? Đương nhiên rồi. Nhưng mà để bất kính với sư trưởng thì không thể đi về thế giới cực lạc được. Tại sao? Chỉ có làm theo lời Phật dạy mới có thể giảng sanh về cực lạc thế giới. Phật tổ là thầy giáo của 2000 năm trước của chúng ta. Chúng ta đến thầy giáo của 2000 năm trước còn tôn trọng. Vậy thì làm sao có thể bất kính với thầy giáo trước mắt chứ? Để nói có đúng không? Phật tổ là thầy giáo sớm nhất của chúng ta. Đúng vậy. Chúng ta cũng dường tượng Phật chính là xem tượng Phật là di ảnh của bổn sư, báo đáp ơn dạy dỗ của bổn sư. Quá ra là vậy. Cha mẹ muốn chúng ta làm theo lời dạy của bậc thầy giáo. Nếu như không nghe lời thầy giáo cũng chính là bất hiếu với cha mẹ. Như vậy thì làm sao có thể giảng sanh về thế giới cực lạc được chứ? Đệ biết sai rồi. Đệ không nên bất kính với thầy giáo. Không đúng. Thầy giáo thì có tài gì chứ? Ta là giỏi nhất. Không đúng. Những gì mình học được đều là từ thầy giáo dạy. Mình không được bất kính với thầy giáo. Thầy giáo, ta sẽ không nghe lời ông nói đâu. Nhất Thanh sư phụ, để không khống chế nổi suy nghĩ của mình, để phải làm sao? Là đậu ma đang tá quái. Niệm A Di Đà Phật, dùng định lực khắc chế ma lực. Hoàng Thí Chủ, để cảm thấy thế nào? Để cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Nhất Thanh sư phụ, để sau này sẽ không sao chứ? Nếu như ma lực lại phát tác thì đệ hãy giống như khi nãy, niệm A Di Đà Phật, dùng định lực khắc chế ma lực. Thời gian trôi qua thì ma lực sẽ không còn phát tác nữa. Cảm ơn Nhất Thanh sư phụ. Diệu Tổ, con có sao không? Cha,
Con không sao. Con sau này nhất định tôn kính thầy giáo, nghe lời thầy giáo, dũng công học tập. Con ngoan, thật là một đứa con ngoan. Diệu tổ cuối cùng cũng không sao rồi. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài.